Bài học của chúng ta trong buổi tối hôm nay có đề tài là Người lãnh đạo cơ đốc chân chính, và phần kinh thánh nền tảng của chúng ta dựa trên Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 28. Trong lúc đi lên thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đem 12 môn đồ riêng ra và phán với họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Lúc ấy, có mẹ của các con trai Cbd cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Ngài hỏi: Bà muốn xin điều gì? Bà thưa: Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa trong vương quốc Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp: Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không? Họ đáp: Thưa, có thể được. Ngài nói với họ: Các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Nghe vậy, 10 môn đồ kia rất tức giận hai anh em này. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và khuyên rằng: Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Amen. Bây giờ thì lớp học trực tiếp của chúng ta chuẩn bị tinh thần để chúng ta bước vào trong phần thảo luận. Hôm nay chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1: Tại sao 10 môn đồ còn lại tỏ ra rất tức giận với hai con trai CBD là Gia Cơ và Giăng? Phải chăng 10 người này không ham muốn địa vị và quyền lực nên họ bất bình? Em xin trả lời trước. Hậu. Xin mời Hậu. Theo em nghĩ là 10 môn đồ còn lại tức giận bởi vì họ thấy hai con trai CBD ham quyền lực hơn, đòi giành phần trước. Ai cũng muốn mình có quyền lợi, mà hai người này lại ham cái quyền lợi cá nhân mà những không nghĩ đến người khác, nên là ai cũng tức giận và ai cũng nghĩ là mình cũng phải được một cái gì đó. Từ vì 12 môn đồ là những người đi theo Chúa đều được huấn luyện một lúc và được ăn, được ngủ với Chúa. Nói chung là họ muốn tất cả mọi người đều phải có quyền lợi giống nhau, nhưng mà hai con trai CBD thì lại giành phần hơn nên họ tức giận. Em nghĩ vậy. Cảm ơn Hậu. Rồi còn các anh chị em khác thì như thế nào? Dạ em ạ. Rồi xin mời Thu Hiền. Dạ vâng. 10 môn đồ còn lại thì họ tỏ ra rất là tức giận với hai con trai của CBD là Gia Cơ và Giăng. Bởi vì 10 môn đồ họ nghĩ theo cái chức vụ quyền lực của đời này ấy, và họ cảm thấy có lẽ là không phải là họ không mong muốn địa vị đó, họ cũng muốn cái địa vị đó, nhưng mà họ không dám nói ra, bởi vì con người thì thường hay e ngại để nói ra những cái điều này. Đấy. Còn những cái hai
hai anh em con của CBD thì em thấy rằng họ không xin cái chức vụ ở đời này, họ không xin là tổ trưởng hay là cái gì đó của các giữa các môn đồ, mà lại họ lại xin một vị trí ở trong nước thiên đàng. Thực ra là họ cũng đã suy nghĩ về cái điều này rất là kỹ, và người mẹ cũng vậy. Cho nên là khi Chúa Giêsu hỏi rằng nếu phải chịu khổ thì họ có chịu được không, thì họ nói là họ chịu được. Ở đây thì em thấy được rằng là giữa hai môn đồ và 10 môn đồ kia thì nó có những cái động cơ khác nhau. Cho nên là cái Chúa Giêsu đã phải gọi riêng 10 môn đồ ra và nhắc nhở, bởi vì cái thái độ của 10 môn đồ kia là đang có một thái độ chưa đúng. Dạ, em cảm ơn Chúa, em xin hết ạ. Cảm ơn Thu Hiền. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi đến câu hỏi số 2. Theo anh chị em, một người lãnh đạo cơ đốc chân chính là người như thế nào? Đây là một câu hỏi thực tế rất là quan trọng. Tôi muốn anh chị em nói lên sự hiểu biết của anh chị em từ Kinh Thánh và cũng như là từ thực tế đời sống. Theo anh chị em, một người lãnh đạo cơ đốc chân chính là người như thế nào? Dạ em ạ. Rồi, xin mời Thu Hiền. Dạ, theo em nghĩ thì một người lãnh đạo chân chính ở trong hội thánh, trong cơ đốc giáo, đó là một người được sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời, và họ làm một người phục vụ Chúa thì họ hết lòng yêu mến anh em và hết lòng để phục vụ chăm sóc cho anh em, giống như ở trong một gia đình thì người cha luôn luôn hy sinh cho con cái của mình, không có quản ngại hay không có bất cứ điều gì giữ lại. Thì ở đây thì một tấm lòng của người lãnh đạo cũng như vậy, và một người luôn luôn có một đời sống làm gương cho anh chị em của mình, và giúp đỡ cho anh chị em của mình để rồi tạo ra những người giống như mình, là một người biết nâng anh chị em mình lên. Cảm ơn Chúa, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Thu Hiền. Tôi muốn nghe các anh chị em khác. Ở trong phần này thì sẽ có rất nhiều điều để chúng ta thảo luận với nhau. Tôi mong là mỗi anh chị em đều có thể đưa ra cái chính kiến của mình. Rồi, xin mời Hoài Ân. Theo cái quan niệm của em, riêng bản thân em thôi nha, em biết mọi người thế nào, nhưng mà em nghĩ một người lãnh đạo chân chính là, theo như em biết thì hình như là bây giờ rất rất là khó với rất là ít để mà em thấy được là một người lãnh đạo chân chính. Em không thấy nhiều được những người lãnh đạo chân chính thấy được cái điều đó. Cho nên đối với em, một người lãnh đạo chân chính là một người phải có tình yêu thương, và một người phải biết quan tâm đến anh chị em của mình. Và để làm một người lãnh đạo thì đó không phải là một cái điều dễ, tại vì chỉ khi người nào mà được thật sự mà được gần gũi Chúa, được Chúa kêu gọi thì người đó mới là một người lãnh đạo mà thôi. Chứ còn những người mà tự đứng lên mà không có sự kêu gọi của Chúa thì sự thật những người đó họ sẽ không có làm theo được lời Chúa. Em thấy những cái người đó họ là lãnh đạo nhưng mà họ có những cái, họ vẫn còn những cái xác thịt, những cái tôi, khi mà đụng chuyện thì họ vẫn còn giận dữ với anh em của mình. Cái cách họ đối xử không không có khôn khéo. Em nghĩ một người lãnh đạo thì phải có sự khôn khéo của Đức Chúa Trời ban cho. Ví dụ như khi anh em của mình có những cái điều gì không đúng hay sai trật thì cái người lãnh đạo chân chính sẽ dùng tình yêu thương mà nói với anh em của mình, và phải có cái sự nhẫn nại và nhường nhịn nữa. Chứ em thấy có nhiều người là, tại vì em nghĩ cái người lãnh đạo thì họ phải sâu nhiệm lời của Chúa, họ phải gần gũi với lời của Chúa nữa, mà khi đụng chuyện thì em thấy cái cách họ hành xử không 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 có tốt. Họ có thể nổi giận với anh em. Với lại để làm một người lãnh đạo chân chính, cái quan trọng nhất của giống như của bây giờ nữa là về cái tài chánh. Tại vì em thấy rất là nhiều người lãnh đạo về cái tài chánh họ không có minh bạch. Ngay cả có những người lãnh đạo giống như là họ biểu hiện thẳng luôn là họ giống như là họ chăm sóc và quan tâm đến cái người giàu nhiều hơn cái người nghèo. Họ không có để ý để mà chăm sóc những người nghèo. Dù Chúa bảo là những người lãnh đạo phải có trách nhiệm là phải chăn dắt chiên của Chúa, nhưng mà họ chỉ có chú tâm vào những cái người giàu.
giàu mà thôi, còn những người nghèo thì hình như là họ không không quan tâm gì tới ngay cái vấn đề thăm viếng. Cho nên em chỉ mong muốn cái người lãnh đạo chân chính là một người có cái tình yêu thương, biết dạy dỗ anh em của mình, biết đem lời Chúa ra dạy dỗ anh em của mình, thì cái người đó phải có cái sự nhẫn nhịn nữa để mà giống như là khuyên bảo dạy dỗ anh em mình một cách nhẹ nhàng. Biết rằng là con người thì ai cũng có cái chưa có được cái hoàn hảo, nhưng mà theo em, đối với em khi mà em nhìn á, một người lãnh đạo là họ sẽ luôn có một cái chiều hướng là sống, họ phải cố gắng sống tốt hơn nữa, giống như họ sống theo ý của Chúa. Cho nên là cái người lãnh đạo chân chính thì họ sẽ luôn tiến lên, chứ không bao giờ mà họ để cho giống như là họ, những gì mà họ nói là họ làm, là những gì mà họ nói là điều có trong Kinh Thánh. Và người lãnh đạo chân chính hay không thì chúng ta nhìn vào cái cách hành xử của họ, và nhất là nhìn vào ở trong cái gia đình của họ có những gì họ dạy có đúng hay là không, và trong gia đình thì họ đối xử với những người thân hoặc là yêu thương này kia như thế nào, thì em nghĩ là vậy. Rồi, cảm ơn Hoài Ân. Tôi muốn nghe thêm một người nữa, một người cuối cùng. Em Hậu. Rồi, xin mời Hậu. Theo em, một người lãnh đạo chân chính đó, đó là một người được Chúa chọn lựa. Còn nếu là một người Chúa chọn lựa thì chắc chắn họ sẽ có những cái phẩm hạnh của một người lãnh đạo thuộc linh. Thì người lãnh đạo mà em nghĩ và chân chính đó, đó là một người lãnh đạo phải được Chúa chỉ định, chứ không phải do con người, cũng không phải là do có đức tính tốt hay là do bầu, do được phiếu bầu hay là do được nhiều người bình chọn. Nhưng mà một người lãnh đạo chân chính đó là một người được Chúa chỉ định, giống như là Môi-se với A-lôn, đó là những người mà được Chúa chỉ định. Em chụp hết. Nếu mà theo như Hậu nói như thế, và có thể một số anh chị em nói như vậy đó, thì tôi hỏi một câu là thí dụ như vua Saul có phải là do Chúa lựa chọn và chỉ định hay không? Và nếu như theo cái điều mà Hậu nói, vua Saul được Chúa lựa chọn và chỉ định, thì vua Saul sau này chúng ta thấy là có phải là người lãnh đạo xứng đáng hay không? Em xin trả lời câu hỏi của mục sư Thiên Âm. Yeah. Saul là một người lãnh đạo được Chúa chỉ định. Yeah. Nhưng mà Saul được Chúa chỉ định lãnh đạo để không phải là để dẫn dắt dân Israel, nhưng mà đó là một bước chuyển tiếp, được một bước chuẩn bị cho vua David, bởi vì dòng dõi Chúa Giêsu đó là dòng dõi của vua David chứ không phải là dòng dõi của vua Saul, là một dòng dõi vua. Thì cái người lãnh đạo chân chính đó là một cái người lãnh đạo được Chúa chuẩn bị, được trang bị tất cả mọi thứ, đó là vua David, là một cái người lãnh đạo chân chính. Còn một cái người lãnh đạo mà Saul cũng là do Chúa lập lên, nhưng mà đó chỉ là một bước chuẩn bị, là hình bóng, là một bước chuẩn bị cho vua David, chứ không phải là một người lãnh đạo để dẫn dắt dân Israel hay là để dòng dõi của Chúa Giêsu. Thì ngày hôm nay đó là giải thích tại sao mà có nhiều người không tin Chúa cũng được lập lên như chính quyền hay bất cứ nhiều người nào, nhưng là có người lãnh đạo được Chúa lập lên để Chúa chọn lựa dẫn dắt dân sự, và có những người Chúa lập lên để dạy dỗ, để răn đe và để rèn luyện hơn cái Chúa. Xin hết. Cảm ơn Hậu. Thật ra thì cái yếu tố mà Chúa chỉ định á, nó là một phần nào đó, nhưng mà nó không có nghĩa là khi Chúa chỉ định một người nào đó thì người đó mãi mãi là một người lãnh đạo tốt. Chúng ta biết, nếu chúng ta xem ở trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều, đặc biệt là chúng ta xem ở trong sách Các Vua rồi sách Sử Ký, có những vị vua lúc ban đầu là làm điều sai trật, gian ác, nhưng mà sau đó ăn năn với Chúa thì bắt đầu trở nên một cái người lãnh đạo tốt. Và cũng có những vị vua bắt đầu tốt nhưng mà kết thúc rất là tồi tệ, cũng giống như là vua Solomon. Chúng ta biết bắt đầu rất là tốt, là Chúa chỉ định, là Chúa sức dầu, đúng không, rất là nổi tiếng, nhưng mà sau đó vì không có giữ cái đức tin, không giữ cái lòng kính sợ Chúa, không giữ diền mối của Chúa trong đời sống, vì những cái sự bất cẩn, những cái sự kiêu ngạo mà đã đánh mất đi những cái phẩm chất tốt đẹp của mình. Cho nên tôi muốn nhắc anh chị em cái điểm này, là cái việc Chúa chỉ định là một phần nào đó thôi, nhưng mà chính chúng ta phải là những người có lòng kính sợ Chúa, trân trọng
sự chỉ định của Chúa, trân trọng cái sự cất nhắc của Chúa. Và chúng ta cần phải thận trọng về chính đời sống cá nhân của mình cũng như chức vụ của mình, thì chúng ta mới có thể trở nên một người lãnh đạo chân chính. Cảm ơn các anh chị em đã tham gia phần thảo luận. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào trong phần phân tích bài học một cách sâu hơn. Trước khi đi vào trong phần phân tích này thì tôi muốn các anh chị em biết điều này. Ở trong các bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta đó, thì có đôi lúc nó thiếu đi một cái phần Kinh Thánh nào đó mà có ở trong một số bản Kinh Thánh tiếng Anh. Tôi tìm được ở trong Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 28 đó. Thì ở trong một số bản Kinh Thánh tiếng Anh, chẳng hạn như là King James hay là New King James và một số bản khác nữa, ít nhất là khoảng 3 hoặc là 4 bản, thì có thêm hai cái phần mà trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta đã không bao gồm. Cho nên tôi cũng sẽ đọc luôn những cái phần mà đã bị bỏ lỡ đó, bởi vì nó sẽ giúp cho anh chị em có sự hiểu biết đầy đủ hơn. Tôi không biết vì lý do gì mà những phần đó bị bỏ sót, cho nên tôi thấy mình có trách nhiệm phải đưa nó vào trở lại nha. Anh chị em mở lại với chúng ta cái phần Kinh Thánh nền tảng Matthew chương 20 từ câu 17. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái chỗ câu 22. Đức Chúa Giêsu đáp: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không?" Thì ngay trong cái câu này thì đã bị bỏ một phần. Tôi tìm thấy ở trong 3-4 bản Kinh Thánh tiếng Anh, trong đó có bản rất là uy tín là bản King James, cái bản mà những người nghiên cứu Kinh Thánh thường hay dựa vào để nghiên cứu đó, thì có thêm cái câu này. Tôi đọc nguyên ở trong tiếng Anh nha. "Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with?" Ở trong cái bản kinh tiếng Việt của chúng ta thì chỉ có là như thế này: Đức Chúa Giêsu đáp: "Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không?" Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói nè: "Các con có thể uống chén mà ta sắp uống và có thể chịu cái phép báp têm mà ta sắp sửa chịu hay không?" Đây là phần mà bản Kinh Thánh tiếng Việt không có. Rồi, ở dưới, sau khi mà họ đáp rằng thưa có thể được, thì Ngài nói với họ: "Các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được." Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh, các bản mà nãy giờ tôi nói đó, thì Chúa Giêsu nói rằng: "Thật vậy, các con sẽ uống chén của ta và sẽ chịu phép báp têm mà ta sắp sửa chịu hay là sẽ chịu." Như vậy thì chúng ta thấy ở hai cái câu đó thì đều có hai phần bị bỏ mất. Đó là phần nói về cái phép báp têm mà Chúa Giêsu sắp sửa chịu hay là sẽ chịu. Nó nằm trong cái kế hoạch về những gì mà Ngài sẽ trải qua. Như vậy thì Chúa không chỉ nói về việc là uống chén, mà Chúa còn nói là chịu phép báp têm mà Ngài sẽ chịu hay là phải chịu. Có nghĩa là cái phép báp têm nó nằm ở trong những gì mà nhất định Chúa Giêsu sẽ trải nghiệm. Anh chị em cần lưu ý điều đó nha, để nó làm đầy đủ thêm cái sự hiểu biết của anh chị em. Như vậy thì nếu mà nói về cái chén mà Chúa Giêsu uống và cái phép báp têm mà Chúa Giêsu sẽ chịu ở trong một kế hoạch của Ngài đó, thì nó ngụ ý về điều gì? Cái chén mà Chúa Giêsu uống có phải nói về một cái chén của sự vui mừng không? Giống như cái chén ở trong Thi Thiên 23 không? Chén tôi đầy tràn.
Phải vậy không? À, tôi xin thưa với anh chị em rằng ở trong cái bối cảnh này, trong phần kinh thánh này thì chắc chắn cái chén này không có mang ý nghĩa đó. Và cái chén mà Chúa sắp sửa uống là chén đắng. Là chén đắng. Đó là chén đau thương. Có một số bài hát mang những cái tên tương tự như vậy. Những cái bài hát về sự thương khó của Chúa. Và cái phép báp têm mà Chúa sắp sửa chịu đó. Có nhiều người giải thích theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng mà tôi thì tôi tin như thế này. Cái phép báp têm đó nó không phải là được nhúng vào trong nước hay là cái gì tương tự như vậy. Chúa Giêsu thì đã từng được làm báp têm bởi Giăng Baptist. Chúa Giêsu đã làm báp têm rồi. Như vậy thì chắc chắn cái phép báp têm này không phải là phép báp têm bằng nước. Đúng không anh chị em? Có người nói rằng phép báp têm mà Ngài phải chịu đó là máu của chính Ngài. Có nghĩa là thân thể của Ngài đẫm máu hết. Giống như là Ngài được phủ ở trong máu của chính Ngài vậy đó. Chúng ta biết rằng trong sự thương khó thì Chúa đã đổ máu ra rất là nhiều. Ngài đổ máu từ đỉnh đầu đến gót chân. Chúng ta biết rằng máu đầy hết. Ngài đổ máu ra cho đến giọt cuối cùng. Thì tôi không nói gì về máu ở đây cả. Tôi, cá nhân của tôi thì tôi tin rằng khi mà Chúa nói về chén và về phép báp têm đó thì có nghĩa là Chúa đang muốn nói về tất cả những cái sự đau đớn, tất cả những cái gì mà Ngài phải gánh chịu để có thể cứu nhân loại. Tất cả những điều đó chồng chất ở trên Ngài. Tất cả những điều đó phủ vây lấy Ngài. Và đó là một cái chén rất là khó uống. Đó là một cái phép báp têm không dễ gì để có thể trải qua. Và khi Chúa hỏi hai con trai của CBD là Gia Cơ và Giăng rằng họ có thể uống cái chén mà Chúa sắp sửa uống và chịu phép báp têm mà Chúa sắp sửa chịu hay không, thì họ nói rằng họ có thể. Và Chúa Giêsu cũng không bài bác cái điều đó, Chúa không bác bỏ điều đó. Chúa nói rằng đúng rồi, thật sự thì các con sẽ uống chén mà ta sẽ uống. Và các con sẽ chịu phép báp têm mà ta sẽ chịu. Như vậy thì tôi tin chắc rằng đó là những cái gì mà một con người phục vụ Chúa phải đối diện. Những con người thật sự bước đi trong con đường công chính của Chúa, phục vụ Chúa, thì một lúc nào đó sẽ đối diện với những cái chén đắng, những cái chén đau thương, sẽ đối diện với những cái sự khó khăn, thử thách mà nó vây bọc lấy mình. Đó là lý do vì sao mà Chúa nói rằng những người này sẽ uống chén mà Chúa uống và sẽ chịu phép báp têm mà Chúa sẽ chịu. Như vậy thì đó là cái mẫu số chung cho tất cả những người mà đã quyết định bước vào trong con đường phục vụ Chúa. Chúng ta thấy rằng ở trong phần kinh thánh này, đây là lần thứ ba mà Chúa Giêsu đã nhắc lại cho các môn đồ về cái việc là Chúa sẽ đi vào thành Jerusalem để chịu thương khó. Chúa sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài sẽ chết và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Đây là lần thứ ba mà Chúa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài. Đây là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi đã từng nói đến điều này trong cái bài Sứ mạng. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ý thức một cách rất là rõ ràng về sứ mạng của Ngài khi Ngài đến thế gian. Và lần thứ ba Ngài nhắc lại điều này. Chúa muốn họ quan tâm đến điều này, Chúa muốn họ thật sự tin về điều này. Và đây là một cái yếu tố cốt lõi. Đây là một sứ mạng thật sự của Chúa, thưa anh chị em. Và nó hoàn toàn có liên quan đến cái đề tài bài học của chúng ta hôm nay. Người lãnh đạo cơ đốc chân chính. Chúng ta thấy trong cái bối cảnh này, thì hai con trai của CBD là Gia Cơ và Giăng đã đem theo mẹ của mình và đến gặp Chúa Giêsu. Họ quỳ xuống và
và xin Ngài một điều. Chúa Giêsu hỏi, bà muốn xin điều gì? Bà thưa, xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa bên trái của Chúa trong vương quốc Ngài. Đối với tôi, thì khi tôi đọc cái phần này, thì tôi cảm nhận rằng giữa mẹ con những người này đã có một cái sự bàn luận trước, đã có ba rê trước hết rồi. Và bây giờ thì hai người này họ thật sự muốn có một cái địa vị, họ muốn có một cái vị trí cao trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đấy, nói đến đây thì chúng ta nhớ chúng ta có một cái bài học trước đây là ai là người cao trọng hơn hết hay là lớn hơn hết trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Các môn đồ thỉnh thoảng thì có những cái biểu hiện là muốn tranh cao thấp, muốn tranh giành xem ai là người quan trọng hơn, ai là người cao trọng hơn, ai là người có giá hơn trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng cái việc mà họ đến để xin Chúa điều này nó không phải là một điều tích cực, mà nó là một cái tham vọng thật sự. Không chỉ ở bên ngoài đời người ta mới có những cái tham vọng về những cái địa vị, những cái vị trí, mà ngay ở trong cơ đốc giới của chúng ta cũng có rất là nhiều người có những cái tham vọng về địa vị, về vị trí. Và nếu như cái điều mà họ xin là điều đúng đắn thì chắc chắn là Chúa Giêsu đã ủng hộ họ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đã không hề duyệt cho họ. Chúa hỏi họ rằng các con có thể uống chén ta sắp uống không? Và các con có thể chịu được cái phép báp têm mà ta sắp sửa chịu hay không? Như tôi đã nói lúc nãy, ở đây ý của Chúa muốn nói rằng họ có sẵn sàng để đón nhận những cái khó khăn thử thách ở trong sự phục vụ Chúa hay không? Họ có sẵn sàng để đi vào con đường của thập tự giá hay không? Và họ đã trả lời rằng thưa có thể được. Cái việc họ trả lời là thưa có thể được là cái việc dễ dàng thôi. Cũng giống như Phi-e-rơ vậy. Anh chị em biết rằng Phi-e-rơ đã từng nói với Chúa rằng bây giờ ai có bỏ thầy thì bỏ, nhưng mà con thì sẽ không bỏ thầy đâu. Và rồi Chúa đã nói cho Phi-e-rơ biết rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta 3 lần. Cho nên cái việc mà trả lời về mặt lý thuyết thì dễ lắm, ai cũng có thể nói được hết. Và khi mà họ nói thưa có thể được thì Ngài nói với họ các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Chúng ta cần thêm vào nữa là các con sẽ uống chén của ta và chịu phép báp têm mà ta sẽ chịu. Còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Ý của Ngài muốn nói gì? Một người khi đã bước vào con đường phục vụ Chúa thì sẽ phải nếm trải những khó khăn thử thách nhất định. Chắc chắn đó không phải là một con đường trải thảm đỏ, đó không phải là một con đường đầy những hoa hồng, đó không phải là một con đường dễ dàng, mà đó là một con đường thập tự giá, đó là con đường đầy dẫy những khó khăn thách thức, đầy dẫy những trở lực, và đương nhiên những trở lực đó từ phía Satan và thế giới gian ác của nó. Và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng tất cả những người phục vụ Ngài đều sẽ phải đi con đường này. Nhưng mà cái vị trí ngồi bên phải hay bên trái của Chúa hay là một cái vị trí cao trọng nào đó không phải chúng ta xin mà được, không phải chúng ta muốn mà được, mà điều đó nó tùy thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là đấng khôn ngoan, là đấng toàn tri, là đấng hiểu biết hết tất cả mọi sự. Ngài nhìn vào từng con người và Ngài biết người nào thích hợp cho vị trí nào. Ngài biết tấm lòng của mỗi người, Ngài biết năng lực của mỗi người. Và Ngài sẽ là đấng điều động, là đấng điều phối, là đấng chỉ định hợp lý. Ngài muốn chúng ta có một cái tinh thần là
bước vào trong sự phục vụ Chúa và sẵn sàng để đối diện với những khó khăn thử thách. Nhưng mà chúng ta đừng quá quan tâm đến cái địa vị. Chúng ta đừng quá quan tâm đến cái vị trí, cái chức vị. Đó không phải là việc của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây, qua cái cách mà Chúa nói, Chúa không ủng hộ họ về cái lời cầu xin của họ. Và Chúa nhắc cho họ nhớ, khi con đi theo ta, khi con nói mình là người phục vụ Chúa, khi con bước vào trong con đường phục vụ Chúa, thì con hãy hết lòng phục vụ và sẵn sàng để đối diện với những thử thách khó khăn. Nhưng đừng tham quyền cố vị, đừng tìm kiếm vị trí, đừng tìm kiếm chức danh, đừng tìm kiếm danh vọng gì cả. Chúa muốn ban cho ai vị trí nào, Chúa muốn ban cho ai địa vị nào, đó là quyền của Chúa, đó là cái cách điều phối hợp lý của Chúa. Và chúng ta không nên mất quá nhiều thời giờ để suy nghĩ về điều này. Và các môn đồ còn lại, 10 môn đồ còn lại, khi mà chứng kiến cái cảnh Gia-cơ và Giăng cùng với người mẹ của mình đã đến và cầu xin Chúa như vậy, thì họ lấy làm bất bình, họ không hài lòng, họ tức giận. Có bản kinh thánh thì nói là họ bất bình, có bản kinh thánh thì nói là họ không hài lòng, có bản kinh thánh thì nói là họ tức giận. Tóm lại là họ có một cái cảm xúc rất là tiêu cực khi họ thấy hai người này đã thể hiện trước mặt Chúa như vậy cùng với mẹ của mình. Thì cái câu hỏi số 1 tôi đặt ra cho anh chị em lúc nãy đó, tại sao 10 môn đồ còn lại tỏ ra rất tức giận với hai con trai CBD là Gia-cơ và Giăng? Phải chăng 10 người này không ham muốn địa vị và quyền lực nên họ bất bình? Tôi xin thưa với anh chị em rằng họ cũng là những cái người mà có cái sự ham muốn địa vị và quyền lực giống như Gia-cơ và Giăng mà thôi. Tôi đọc cái phần kinh thánh này tôi có thể cảm nhận điều đó. Và cá nhân tôi suy nghĩ như vậy, anh chị em không nhất thiết phải suy nghĩ giống như tôi. Nếu anh chị em có ý kiến khác, tôi tôn trọng anh chị em. Nhưng đây là điều tôi thật sự tin. Tôi tin rằng Gia-cơ và Giăng đã sai lầm khi xu hướng về địa vị, khi xu hướng vào vị trí cao. Một người ngồi bên phải Chúa, một người ngồi bên trái Chúa trong vương quốc của Chúa. Nếu mà Chúa là quan trọng nhất thì hai ông đó sẽ là quan trọng thứ nhì và quan trọng thứ ba. Còn những người khác sẽ là dưới cơ. Đúng không anh chị em? Cái người mà ngồi bên phải, bên trái vua, chắc chắn những người đó là những người quan trọng hơn là những cái người mà phải xếp hàng dài ở dưới kia. Những môn đồ này, họ bất bình, họ tức giận, họ không hài lòng. Không phải vì họ là những người không ham muốn địa vị và quyền lực. Không phải. Nhưng mà vì họ cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà họ cảm thấy giống như hai người này đã chơi gác cơ. Giống như mình nói theo cách ở ngoài đời, họ nói tụi bay chơi cha. Đúng không? Cùng là ở trong một cái đội ngũ, cùng đi với Chúa, cùng làm việc với Chúa, cùng trải qua điều này điều nọ với Chúa. Nhưng bây giờ thì lại muốn mình là nhân vật thứ nhì, nhân vật thứ ba trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Còn các anh em khác thì dưới cơ. Và có thể là VR là cái người bậc mình nhất ở trong số 10 người còn lại kia. Bởi vì chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng VR thì giống như là lớp trưởng vậy đó. Đúng không? Và sau này chúng ta biết là ông giống như một vị sứ đồ trưởng. Bây giờ thì lại có cái chuyện là những cái người mà ở trong lớp của ông, tức là những lớp viên của ông, thì lại muốn vươn lên những cái địa vị cao hơn ông. Có lẽ ông suy nghĩ rằng cái người thứ hai trong vương quốc của Đức Chúa Trời hay là người thứ ba gì đó phải là tôi chứ. Không thứ hai thì thứ ba, sao mà tới lượt các ông. Thưa anh chị em, tôi tin như vậy. Họ bực mình, họ không hài lòng, họ tức giận. Bởi vì họ có một cái cảm giác là hai người này chơi gác cơ, hai người này chơi trên cơ, hai người này chơi cha. Tất cả đều giống nhau cả. Và Kinh Thánh chúng ta đọc có một vài lần trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng họ cãi nhau. Họ cãi nhau xem ai là cái người cao trọng hơn hết trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những phần Kinh Thánh có liên quan với nhau hết. Anh chị em không chỉ đọc một phần, anh chị em cần phải đọc
nhiều phần trong Kinh Thánh và chúng ta mới lắp ghép các mảnh lại với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu được cái ý đúng đắn cho từng phần Kinh Thánh. Còn nếu mà chúng ta cứ bóc ra một cái phần riêng rẽ và chúng ta tự giải nghĩa chỗ đó thì chúng ta sẽ giải nghĩa không có chuẩn. Muốn giải nghĩa chuẩn, anh chị em cần phải đọc nhiều phần và chúng ta kết hợp lại với nhau thành một cái bức tranh toàn cảnh, rồi từ đó chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tổng thể, rồi chúng ta mới dựa vào ý nghĩa tổng thể đó mà mình giải thích từng phần Kinh Thánh, nó mới chuẩn xác được. Cho nên tôi tin rằng đây là một cái điều tiêu cực giữa vòng các môn đồ. Họ có cái sự ham muốn quyền lực, họ có một cái sự ham muốn về địa vị, về vị trí. Chúng ta thấy không chỉ ở ngoài đời này, mà ngay trong cơ đốc giới, ngay trong vương quốc của Đức Chúa Trời, vẫn có những con người ham muốn quyền lực, ham muốn địa vị, ham muốn vị trí. Đương nhiên tôi không nói rằng các môn đồ này xấu hơn chúng ta. Thật ra thì họ không xấu hơn chúng ta đâu. Họ có rất nhiều cái tốt. Và Chúa đã lựa chọn họ để làm 12 sứ đồ. Chúa đã lựa chọn họ. Nhưng mà như tôi đã nói đó, cái việc mà Chúa lựa chọn, Chúa chỉ định không có nghĩa là chúng ta không có sai lầm. Không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn là một người phục vụ tốt, luôn luôn là một tôi tớ Chúa tốt hay là người lãnh đạo tốt. Chúng ta muốn luôn luôn là một người phục vụ tốt, phục vụ kết quả, luôn luôn là một người lãnh đạo uy tín, người lãnh đạo chân chính, thì chúng ta cần phải có một tấm lòng yêu mến kính sợ Đức Chúa Trời. Cần phải có cái sự thực hành đức tin ổn định trong cuộc sống của chúng ta. Bằng không thì chúng ta hoàn toàn có thể bị suy thoái và chúng ta hoàn toàn có thể mất đi chức vụ của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể mất đi cái sự sức dầu của mình. Chúng ta mất đi cái tính hiệu quả của mình. Nếu như chúng ta không có một cái mối quan hệ mật thiết gắn bó với Chúa một cách liên tục, nếu như chúng ta không có một mối thông công tốt đẹp với Chúa mỗi ngày, nếu như chúng ta không có một tấm lòng kính sợ Chúa liên tục. Tại sao tôi nói liên tục? Bởi vì nếu chúng ta kính sợ Chúa trong lúc này, nhưng mà lúc khác chúng ta lại không kính sợ Chúa, thì ngay tại chỗ mà chúng ta không kính sợ Chúa đó, bất cứ cái điều tồi tệ tiêu cực nào cũng có thể xảy ra. Thưa anh chị em, câu hỏi số 2 mà tôi đã đặt ra cho anh chị em đó là: theo anh chị em, một người lãnh đạo cơ đốc chân chính là người như thế nào? Chúng ta hãy trở lại với những gì mà Chúa Giêsu nói ở phần sau. Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại cho anh chị em nhớ rằng cái chữ con người viết hoa chỉ về chính Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài thường hay xưng mình là con người. Ngài hay sử dụng cái danh xưng là con người. Cho nên khi mà nghe chữ con người thì anh chị em phải hiểu là cái chữ con người này Chúa Giêsu đang nói về chính Ngài. Chứ đừng hiểu lầm là con người ý nói đến chúng ta nha. Rồi, như vậy thì hồi nãy một số anh chị em đã trả lời câu hỏi số 2 này và đã đưa ra một số ý kiến cũng rất là tốt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Đối với cá nhân tôi đó, thì một người lãnh đạo cơ đốc chân chính trước hết phải là một người phục vụ. Căn cứ vào phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta hôm nay và căn cứ vào thực tế cuộc sống, tôi đi đến một kết luận, đó là một người lãnh đạo cơ đốc chân chính trước hết phải là một người phục vụ. Đương nhiên không phải là phục vụ bất cứ ai, bất cứ điều gì, với bất cứ thái độ nào. Chúng ta sẽ làm rõ cái sự phục vụ này là sự phục vụ như thế nào. Trước hết
chúng ta cần phải có một sự xác định. Cái sự phục vụ này là phục vụ Chúa. Một người lãnh đạo Cơ Đốc chân chính trước hết phải là một người phục vụ Chúa. Và như thế nào là phục vụ Chúa? Có một số người họ hiểu sai, họ hiểu lầm. Họ cứ nghĩ là phục vụ Chúa có nghĩa là tối ngày họ cứ loay hoay ở trong một cái chỗ mà họ gọi là nơi chí thánh hay là nơi thánh gì đó, hay là một cái nơi nào đó mang tính tôn giáo, và tối ngày họ cứ đọc kinh thánh, tối ngày họ cứ cầu nguyện, tối ngày họ cứ hát thánh ca, tối ngày họ cứ làm cái lễ nghi này lễ nghi nọ, họ chỉ hướng về Chúa, họ chỉ trò chuyện với Chúa, họ không quan tâm với những người khác, họ không thèm nói chuyện với người khác, họ chẳng làm gì cho ai cả, họ không có tương tác gì với thế giới này cả. Họ cho rằng đó là phục vụ Chúa. Nếu như họ sống ở trong một gia đình và khi cần phải rửa một cái chén thì họ nói rằng họ không muốn rửa chén, bởi vì họ là người phục vụ Chúa, làm sao rửa chén. Anh chị em có đồng ý điều đó không? Hay là họ nói rằng họ phục vụ Chúa rồi cho nên là vợ con họ không có lo, vợ con có như thế nào mặc kệ, họ không lo, ai muốn làm gì đó tự chăm sóc cho nhau, tự lo, không quan tâm. Cha mẹ của mình có bệnh tật ốm đau, hay là anh chị em của mình ở trong gia đình hoặc là trong hội thánh có gặp khó khăn gì đó thì đó là chuyện của những con người đó, đó là những cái chuyện xác thịt. Còn tôi là cái người mà chỉ lo những việc thiêng liêng, tôi chỉ phục vụ Chúa thôi, đúng không? Tôi xin thưa là nếu mà có ai suy nghĩ như vậy á thì người đó có vấn đề trầm trọng rồi. Hãy dừng lại và đọc kinh thánh. Phục vụ Chúa không phải là như vậy. Phục vụ Chúa trong thực chất là phục vụ con người, phục vụ cộng đồng. Nhưng mà cái phục vụ con người, phục vụ cộng đồng này á, cần phải lưu ý là không phải để thỏa mãn những cái gì thuộc về xác thịt của con người. Chẳng hạn như chúng ta không thể nói như thế này là phục vụ Chúa được. Chúng ta đi làm việc cho một cái casino, chúng ta đang phục vụ cộng đồng những người ở trong casino đó, những người đến vui chơi cờ bạc rồi ăn chơi bậy bạ trong đó. Chúng ta phục vụ, chúng ta đem rượu, đem bia, chúng ta tiếp rượu, tiếp bia, chúng ta tiếp bài hay là những cái xúc sắc gì đó. Rồi chúng ta nói rằng đó là phục vụ Chúa. Không, cái đó là phục vụ cho những cái xác thịt, cho những cái thú vui của đời này. Cái đó nó không hề mang cái ý nghĩa của sự phục vụ Chúa. Anh chị em hiểu điều đó không? Cũng như là chúng ta đi phục vụ ở trong những cái chỗ nhậu nhẹt say xỉn, những cái quán nhậu hay là những quán karaoke ôm, hay là những cái chỗ ăn uống cưới gả chỉ mang tính vui thú của đời này thôi, thì xin thưa rằng nếu chúng ta có phục vụ trong những chỗ đó thì đó không phải là cái phục vụ mà Kinh Thánh muốn nói tới. Cho nên tôi nhắc lại, một người lãnh đạo Cơ Đốc chân chính trước hết phải là một người phục vụ. Và phục vụ đây là phục vụ Chúa. Và phục vụ Chúa không phải là phục vụ những cái gì đó mơ hồ, một Chúa mơ hồ. Mà phục vụ Chúa đồng nghĩa với việc phục vụ con người và phục vụ cộng đồng. Phục vụ theo cái cách là để chúng ta làm cho con người mà chúng ta phục vụ đó càng ngày càng đến gần Chúa hơn. Phục vụ làm sao để những cái giá trị ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời được hình thành và được gia tăng. Thưa anh chị em, chúng ta có thể đọc phần kinh thánh này ở trong Matthew chương 25 từ câu 34 đến câu 40. Phần kinh thánh này sẽ minh họa cho những gì mà tôi vừa mới nói. Có nghĩa là phục vụ Chúa đồng nghĩa với phục vụ con người, phục vụ cộng đồng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để đưa người ta đến với Đức Chúa Trời, đưa người ta đến gần Đức Chúa Trời, để hình thành những giá trị trong vương quốc của Đức Chúa Trời và gia tăng những giá trị trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những công việc rất là thiết thực, rất là nhân văn, rất là đầy tình người. Chúng ta hãy đọc ở trong Matthew chương 25 từ câu 34 cho đến câu 40. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên.
thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói, các con cho ta ăn. Ta khát, các con cho ta uống. Ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta ốm đau, các con chăm sóc ta. Ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Chúng ta thấy họ rất là trung thực. Vua sẽ trả lời rằng: Thật, ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Anh chị em thấy chưa? Phần Kinh Thánh này đã minh họa cho những gì mà tôi nói từ hồi nãy đến giờ. Phục vụ Chúa chính là phục vụ con người và phục vụ cộng đồng. Chúng ta phải hết sức thực tế trong điều này, phải hiểu rõ điều này. Cho nên một cái người gọi là người phục vụ Chúa là những người mà xã hội này rất cần. Một người lãnh đạo chân chính, một người lãnh đạo cơ đốc chân chính, trước hết phải là một người phục vụ như vậy. Xã hội này cần những người lãnh đạo như vậy. Xã hội này cần những con người phục vụ như vậy. Và ngày hôm nay, đáng tiếc là có một bộ phận ở trong giới cơ đốc, họ đã suy nghĩ một cách lệch lạc về sự phục vụ. Họ cứ nghĩ rằng phục vụ Chúa là chỉ làm những cái nghi thức tôn giáo nào đó, chỉ ở trong cái chỗ nào đó, loanh quanh luẩn quẩn ở trong cái chỗ đó, làm những cái gì mà họ hướng tâm linh của họ về Chúa, và họ chỉ tương giao với Chúa, họ không quan tâm đến những gì xảy ra ở xung quanh họ. Họ không có quan tâm đến cuộc sống khó khăn xung quanh họ. Họ không có quan tâm đến những con người đang đau đớn, quằn quại trong bệnh tật nan y. Họ không có quan tâm đến những con người nghèo đói. Họ không có quan tâm đến những con người dốt nát. Họ không có quan tâm đến những con người đang chìm ngập trong những tệ nạn xã hội ở bên ngoài kia. Họ không có quan tâm đến biết bao nhiêu điều bất cập đang diễn ra đầy dẫy trong xã hội này. Họ không có quan tâm đến những cái điều tiêu cực, những điều tội lỗi đang lan tràn ở khắp mọi nơi. Họ không quan tâm. Họ chỉ nói rằng, bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện, tôi chỉ biết đọc Kinh Thánh, tôi chỉ biết đứng ở trên bục giảng, tôi giảng lời của Chúa. Còn cái chuyện mà đóng góp vào trong cộng đồng, cái chuyện có thể giúp đỡ cho ai đó vượt qua khó khăn, cái chuyện làm sao giúp đỡ như thế nào để một cái người bệnh đau đớn quằn quại được chữa lành, cái chuyện làm sao đó cho ai đó thoát khỏi nợ nần, làm sao đó cho người nào trong sự nghiện ngập ma túy thoát khỏi sự nghiện ngập ma túy, vân vân. Họ không có quan tâm đến những cái điều đó. Họ không có quan tâm để có thể tìm ra một cái giải pháp để giúp đỡ một cách hữu hiệu cho những trường hợp cụ thể, cho những con người bằng xương bằng thịt đang sống trong cộng đồng của họ. Thậm chí tôi nghe có nhiều người nói thế này nè: họ không xem tivi. Đã có những lần tôi suýt nữa là bật cười khi nghe những cái người mà họ nói rằng để giữ sự thánh khiết của họ, họ không xem tivi, họ không xem tin tức, không xem tivi, không xem tin tức gì cả. Họ chỉ biết đến với Chúa, cầu nguyện và cầu nguyện. Họ nghĩ rằng cái chuyện xem tivi là vô bổ, xem tin tức là vô bổ. Như vậy thì bằng cách nào họ có thể nắm được cái tình hình xã hội? Bằng cách nào mà họ biết được những tin tức nơi này, nơi nọ? Làm sao họ biết là hội thánh của Chúa đang bị bắt bớ chỗ này, hội thánh của Chúa đang bị bắt bớ chỗ kia? Làm sao họ biết là xã hội đang có những cái tệ nạn nào? Làm sao họ biết là xã hội
nó đang sản sinh ra những cái tội lỗi như thế nào, và không biết thì làm sao họ có những cái lời cầu nguyện cụ thể, không biết thì làm sao họ có những lời công bố cụ thể, không biết thì làm sao họ có thể chiến đấu để có thể chuyển bại thành thắng, làm sao họ có thể chiến đấu để có thể đưa những cái điều tiêu cực trở thành những điều tích cực. Những người như vậy thì họ sẽ giống như ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi đó. Nó không bao giờ thực tế, chẳng lọt lỗ tai ai cả. Và đời sống cũng như chức vụ họ chẳng giúp ích gì cho ai cả. Sự phục vụ đúng nghĩa phải giống như cách mà một người đầy tớ hay là một người nô lệ phục vụ chủ của mình. Rõ ràng, ở trong phần Kinh Thánh, nền tảng của chúng ta, Chúa Giê-xu đã nói như thế này: nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Anh chị em cần phải hiểu đúng. Kinh Thánh không mâu thuẫn với nhau. Đức Chúa Trời nói rằng các con sẽ đứng ở đằng đầu chứ không ở đằng đuôi, ở trên đỉnh chứ không ở dưới đáy. Và ở đây thì Chúa lại nói rằng nếu mà chúng ta muốn trở nên một người phục vụ Chúa thật, muốn trở nên một cái người đứng đầu, một người lãnh đạo, thì chúng ta phải trở nên đầy tớ, chúng ta phải trở nên nô lệ. Đức Chúa Trời không xúi dục chúng ta để chúng ta bước vào cái kiếp nô lệ. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm nô lệ cho ai cả. Nhưng mà Chúa đang dùng cái điều này như một cái hình ảnh. Nếu anh chị em suy nghĩ về cái cách một người đầy tớ thật sự phục vụ cho chủ của mình, một người nô lệ phục vụ cho chủ của mình, thì anh chị em sẽ hiểu được cái ý của Chúa. Chúa đang muốn nói về cái cách thức phục vụ. Chúa đang nói riêng về sự phục vụ. Ở đây Chúa không nói về thân phận, mà Chúa nói về cái sự phục vụ. Như vậy thì cái sự phục vụ đúng nghĩa phải giống như cách một người đầy tớ hay là một người nô lệ phục vụ chủ của mình. Người đầy tớ hay là người nô lệ phục vụ chủ như thế nào? Họ phục vụ hoàn toàn không vì lợi ích của bản thân, mà họ phục vụ vì lợi ích của chủ mình hay là của đối tượng mà mình phục vụ. Khi nói đến những con người phục vụ theo cái cách này, thì tôi lập tức nhớ đến một số nhân vật điển hình trong Kinh Thánh. Ở trong Cựu Ước thì tôi nghĩ ngay đến Môi-se, và ở trong Tân Ước thì tôi nghĩ đến Phao-lô và Chúa Giê-xu, chính Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng xem một số phần Kinh Thánh. Hãy mở ra với tôi ở trong Xuất Ai Cập Ký hay là Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 32, từ câu 30 đến câu 32. Ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: anh em đã phạm một trọng tội, nhưng bây giờ ta sẽ lên gặp Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ chuộc được tội cho anh em. Vậy Môi-se trở lên gặp Đức Giê-hô-va và thưa với Ngài rằng: ôi, dân này đã phạm một trọng tội, họ đã làm cho mình tượng thần bằng vàng, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, nếu không xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết. Anh chị em đã đọc về Môi-se rồi. Anh chị em biết rằng Môi-se là một lãnh tụ vĩ đại của dân Do Thái, là người mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Và anh chị em biết rằng trong suốt quá trình mà Môi-se lãnh đạo dân sự của Chúa trong đồng vắng, thì ông là một con người phục vụ điển hình. Tất cả những cái gì mà ông đã làm đều nhằm đem lại lợi ích cho dân chúng. Hết lần này tới lần khác, ông phục vụ, ông đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Ông mong muốn dân của Chúa được trở nên tốt đẹp. Ông mong muốn dân của Chúa có thể tiến đến xứ hứa và bước vào trong đất hứa. Và khi dân của Chúa phạm tội và Đức Chúa Trời nổi giận, Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt cái dân cứng cổ này, thì Môi-se với tư cách một người phục vụ vì lợi ích của người khác chứ không phải vì lợi ích của mình, ông đã đứng ra và đến nỗi ông đã nói một điều khi tôi đọc
Tôi suy ngẫm mà tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Có bao nhiêu người có được tâm tình như Môi-se? Dân này phạm tội chứ không phải Môi-se phạm tội. Nhưng mà Môi-se đã đứng ở giữa và cầu xin Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ. Nếu không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết. Đương nhiên Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà Môi-se đã nói với tất cả sự chân thành của mình. Ông coi cái lợi ích của dân Israel hơn là lợi ích của chính ông. Ông phục vụ vì lợi ích của họ chứ không phải vì lợi ích của ông. Đó thật sự là một tôi trung của Chúa. Một người mà tôi và anh chị em phải học hỏi mãi mãi. Ngày hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh ngược lại nhiều hơn, phải không? Người ta thường đổ lỗi cho người khác nhiều hơn. Và nếu như có ai đó bị Đức Chúa Trời trừng phạt, có thể nhiều người cảm thấy rất là vui vẻ. Họ hí ha hí hửng. Chứ đừng nói đến chuyện mà họ xin Đức Chúa Trời. Để rồi cái sự trừng phạt thay vì giáng trên người khác, giáng trên họ. Chuyện đó không có đâu. Môi-se đã từ bỏ tất cả những quyền lợi của mình để có thể giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Thì Môi-se đã phải từ bỏ cái cuộc sống xa hoa ở nơi cung điện, từ bỏ địa vị của một hoàng tử, từ bỏ địa vị cao trọng, từ bỏ chăn êm nệm ấm. Gia đình của ông cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi ông dân mình phục vụ Chúa như vậy, gia đình của ông cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả những gì Môi-se làm là vì lợi ích của dân Israel, hoàn toàn không vì lợi ích của chính ông. Nếu chúng ta thật sự đọc về cuộc đời Môi-se, chúng ta không thể nào kết luận khác được. Cảm ơn Chúa vô cùng về tấm gương này. Và khi chúng ta suy nghĩ về Phao-lô, thì chúng ta có thể đọc những phần kinh thánh này. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 10. Anh chị em mở Tân Ước ra với tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 10. Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai để chức vụ mình không bị chỉ trích. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật và trong quyền năng của Đức Chúa Trời, cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái, dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật. Bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến. Bị xem như gần chết, nhưng thật, chúng tôi vẫn sống. Xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng. Xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có. Xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là cảm động mỗi khi tôi đọc những phần kinh thánh này và thấy được cái tấm lòng phục vụ của các tôi tớ thật của Chúa. Thật sự là những tấm gương rực sáng mà tôi và anh chị em phải học hỏi cho đến mãi mãi. Chúng ta cũng hãy đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 29. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển, trong nhiều cuộc hành trình,
gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt trần truồng, chưa kể những việc khác. Hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao? Cảm ơn Chúa. Anh chị em biết là tôi rất khao khát được gặp những con người phục vụ Chúa như thế này trong cuộc sống của tôi. Đó là những con người đáng để chúng ta trân trọng và học hỏi cho đến mãi mãi. Họ phục vụ không vì bản thân mình, mà họ phục vụ vì những đối tượng của sự phục vụ. Họ phục vụ vì lợi ích của cộng đồng. Họ phục vụ về lợi ích của người khác. Cảm ơn Chúa. Và về Chúa Giê-xu của chúng ta thì khỏi phải nói rồi. Anh chị em đã đọc về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Anh chị em thấy rằng tất cả những gì mà Chúa làm là làm cho chúng ta. Ngài đã bỏ thiên đàng vinh hiển ở trong một khoảng thời gian nhất định, đi xuống cái trần gian ô trọc này, trần gian đầy dẫy sự tăm tối, đầy dẫy những khó khăn này. Ngài sống giữa vòng loài người, Ngài phục vụ con người. Và ở trong cái phần Kinh Thánh Matthew chương 20 của chúng ta thì nói rằng thậm chí Ngài đã phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người. Sự phục vụ của Ngài lên tới đỉnh điểm là Ngài chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chính mỗi một cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Môi-se đã từ bỏ lợi ích riêng của mình. Phao-lô từ bỏ mọi lợi ích riêng của mình. Phao-lô nói rằng ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ, tất cả những gì mà ông đã từng có. Ông coi tất cả như là sự lỗ, chỉ có sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là lớn hơn hết. Vì sự nhận biết Chúa, vì đức tin nơi Chúa, vì tinh thần phục vụ, ông sẵn sàng từ bỏ tất cả lợi ích riêng của mình, những cái danh vọng địa vị của mình, để bước đi theo Chúa và phục vụ người khác. Mục đích của ông là có thể cứu thêm nhiều người vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông muốn nhìn thấy thêm nhiều người được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông muốn nhìn thấy thêm nhiều người được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông muốn nhìn thấy thêm những con người hạnh phúc ở trong thế giới này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vô cùng. Ngày hôm nay, chúng ta cần phải suy nghĩ một cách thật là nghiêm túc về điều này. Và hãy học hỏi những tấm gương sáng mà Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta. Sự phục vụ mà tôi nói đến từ hồi nãy tới giờ đó, nó đến từ sự khiêm nhường và hạ mình. Hãy nghe cho thật kỹ. Sự phục vụ đó đến từ sự khiêm nhường và hạ mình. Nếu một con người không khiêm nhường, không hạ mình, thì không thể nào phục vụ người khác theo cách đó được. Nếu Chúa Giê-xu không bày tỏ sự khiêm nhường, không hạ mình xuống, thì Ngài không thể nào đến trần gian để phục vụ chúng ta được. Nếu Môi-se không khiêm nhường, không hạ mình, thì ông không thể nào từ bỏ địa vị là hoàng tử trong cung điện Pha-rô-ôn được. Nếu Phao-lô không khiêm nhường, không hạ mình, thì ông sẽ không từ bỏ địa vị cao trọng mà ông đang có ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ đâu. Ông là một người có địa vị cao, có học thức cao, là dòng Pharisee, lại có quyền quốc dân Roma và nhiều thứ khác nữa. Nhưng ông đã sẵn sàng hạ mình xuống để có thể phục vụ như vậy.
Và cái sự khiêm nhường hạ mình nó đến từ đâu? Nó đến từ sự hy sinh. Phải có một tinh thần sẵn sàng hy sinh thì mới có thể sẵn sàng hạ mình xuống như vậy được. Và sự hy sinh đó đến từ đâu? Sự hy sinh đó đến từ tình yêu thật. Tôi nói là tình yêu thật. Tôi không có nói tình yêu nơi đầu môi chót lưỡi. Và Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta rằng chúng ta đừng có yêu bằng miệng lưỡi. Nhưng mà chúng ta cần phải yêu bằng những hành động chân thật. Tóm lại là một tình yêu chân thật xuất phát từ tấm lòng. Như vậy thì sự phục vụ Chúa, theo cách mà tôi nói đến từ hồi nãy tới giờ đó, phục vụ Chúa có nghĩa là phục vụ con người, phục vụ cộng đồng theo cách mà Chúa muốn đó, đến từ sự khiêm nhường hạ mình. Và sự khiêm nhường hạ mình đó đến từ một cái tinh thần sẵn sàng hy sinh. Và sự hy sinh đó đến từ một trái tim yêu thương chân thật, không phải là giả dối. Hãy cùng với tôi đọc Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, từ câu 4 đến câu 7 và câu 13. Đây là phần Kinh Thánh rất là nổi tiếng. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Câu 13. Nên bây giờ còn có 3 điều này: đức tin, hy vọng, tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. Bây giờ thì anh chị em đã hiểu lý do tại sao mà tôi nói với anh chị em rằng một người lãnh đạo Cơ Đốc chân chính trước hết phải là một người phục vụ. Như vậy thì bản chất của sự phục vụ này, cái gốc rễ của nó chính là tình yêu thương thật. Và những đặc tính của tình yêu thương thật tôi vừa mới đọc cho anh chị em đó. Tình yêu thương thật là một cái tình yêu thương hay nhịn nhục, chứ không phải hay nổi nóng, hay tranh cãi với người khác. Tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Phải có một tình yêu như vậy, chúng ta mới có thể trở thành một người phục vụ đúng nghĩa. Và chỉ khi nào chúng ta trở thành một người phục vụ đúng nghĩa, chúng ta mới có thể trở nên một người lãnh đạo được Đức Chúa Trời sử dụng. Tôi thường hay nói vui, lãnh đạo là lãnh đạn. Nhiều người thích lãnh đạo lắm, thích vị trí này, thích vị trí nọ, vì nghĩ rằng mình sẽ được cái gì đó ích lợi cho bản thân mình, cho gia đình mình. Nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Đó không phải là lãnh đạo. Lãnh đạo là sẵn sàng lãnh đạn, nói vui mà là thật. Và nếu bạn muốn sẵn sàng để lãnh đạn thay cho người khác, thì bạn phải có một tình yêu thương thật. Đâu có dễ gì làm người lãnh đạo anh chị em. Đâu có dễ gì mà đứng vào cái địa vị chăn dắt một bầy chiên. Mỗi con chiên một cá tính khác nhau, mỗi con chiên một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi con chiên nó có những cái thói hư tật xấu của nó. Không đơn giản để mình đứng vào vị trí đó đâu. Anh chị em một mặt phải làm đúng cho chính bản thân mình. Bản thân mình phải làm đúng. Mình phải làm gương. Mình không để mình dễ dàng bị tổn thương. Mình không để cho sự cay đắng nó ngự trị tấm lòng của mình. Mình không thể nào ghim gút người khác được.
Mình không thể để bụng được. Nhưng mà đồng thời mình phải hoàn toàn biết cảm thông với những cái sự trái tính, trái nết của từng con chim. Họ có thể bỏ mình, nhưng mình không thể bỏ họ. Tôi nói vài điều đơn giản thôi, thì anh chị em có thể mường tượng rồi. Là một người lãnh đạo đâu có đơn giản. Đâu phải ai muốn làm lãnh đạo thì lãnh đạo. Nếu chúng ta không có tình yêu thương thật ở trong chúng ta, nếu chúng ta không có đủ tình yêu thương, chúng ta không thể nào ở trong cương vị lãnh đạo được. Bởi vì chúng ta sẽ không có cái động lực, không có cái sức mạnh, không có một cái gì để mà chúng ta có thể đứng ra và chúng ta có thể lãnh đạo cho người khác được. Mỗi khi mà chúng ta dính một viên đạn, chúng ta sẽ càm ràm, chúng ta sẽ than thở, chúng ta sẽ phàn nàn, chúng ta sẽ nổi nóng lên. Bởi vì chúng ta không hành động vì tình yêu thương. Nhưng mà nếu một người có đầy dẫy tình yêu thương ở trong lòng của mình, thì chắc chắn người đó sẽ hy sinh cho người khác một cách dễ dàng. Nếu người đó sẵn sàng hy sinh rồi thì đương nhiên sẵn sàng khiêm nhường, hạ mình xuống để có thể phục vụ. Chỉ có động cơ là tình yêu thương mới có thể khiến chúng ta đứng vững ở trong vị trí phục vụ. Và chỉ có những con người sẵn sàng phục vụ mới có thể được Chúa sử dụng để làm một người lãnh đạo. Nếu ai đó chưa hề trải qua những khó khăn thử thách, nếu ai đó chưa hề lăn xả vào trong những cái công việc tưởng chừng như rất là nhỏ, tưởng chừng như rất là mờ nhạt với tất cả tấm lòng của mình, thì người đó cũng chưa sẵn sàng để làm lãnh đạo. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi chỉ cần một bước thôi, tôi bước lên vị trí mục sư quản nhiệm hay là mục sư tổng quản nhiệm, tôi chỉ muốn như vậy thôi, chứ tôi không có muốn là mình bắt đầu làm một người tín đồ trung tín. Tôi không có muốn cầm cây chổi để tôi quét cái phòng nhóm. Tôi không có muốn cùng với anh chị em tôi rửa chén mỗi khi mà hội thánh có cái sự việc gì ăn uống với nhau và cần phải rửa chén. Tôi không có muốn cùng với các anh chị em khiêng đồ để dọn ra và chuẩn bị cho phòng nhóm. Tôi không muốn làm điều này, tôi không muốn làm điều kia. Tôi chỉ muốn làm một sư quản nhiệm. Tôi chỉ muốn làm tổng quản nhiệm. Tôi chỉ muốn làm hội trưởng. Tôi chỉ muốn làm chủ tịch. Tôi xin thưa rằng không có chuyện đó đâu. Để có thể trở thành một người trong một chức vụ cao trọng mà mọi người có thể kính nể, thì chắc chắn có những tháng ngày mà một người nào đó đã phải làm những công việc tưởng chừng như nhỏ, tưởng chừng như rất là mờ nhạt, không ai biết đến, thầm lặng, làm cách trung tín. Và lời Chúa nói rằng ai trung tín trong việc nhỏ thì Ngài sẽ giao cho những công việc lớn hơn, quan trọng hơn. Tôi ước ao rằng tất cả chúng ta sẽ học được tinh thần phục vụ này. Và nếu chúng ta đứng vào trong cương vị lãnh đạo thì chúng ta phải ý thức rằng tôi đứng vào trong cương vị này để tôi phục vụ cho mọi người nhiều hơn, phục vụ hiệu quả hơn. Chứ không phải tôi đứng vào trong cương vị này để tôi có thể áp đặt cái quyền lực của tôi, cái địa vị của tôi lên người khác, để tôi có thể leo lái cuộc đời người khác. Để tôi chỉ tay năm ngón, tôi bảo người ta làm cái này thì người ta làm cái này, tôi bảo người ta làm cái kia, người ta phải làm cái kia, người ta không làm theo ý tôi thì tôi sẽ tẩy chay họ, tôi sẽ dìm họ xuống, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế nọ. Không. Anh chị em có biết vì sao mà Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 13 nói như thế này? Nhưng bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng, tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương hay không? Một số người nghĩ rằng đức tin, hy vọng và tình yêu thương là ba cái thể loại khác nhau, và tình yêu thương nó lớn hơn đức tin. Tôi không nghĩ như vậy. Đây là điều tôi tin. Tôi tin rằng đây là ba cái cấp độ khác nhau của đức tin. Đây là ba cấp độ khác nhau của đức tin. Nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta cũng không có hy vọng.
Nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta cũng không có tình yêu thương nào cả. Anh chị em đồng ý với tôi không? Bởi vì Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết điều đó ở trong thơ Giăng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Giăng nhất đã nói rất là rõ ràng như thế. Và chỉ khi nào chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và chỉ khi nào Đức Chúa Trời thật sự ở trong chúng ta thì chúng ta mới có tình yêu thương thật. Còn không thì đó là tình yêu thương dỏm, tình yêu thương giả, những sự cố gắng vô vọng của loài người, cái sự lấy vải thưa che mắt thánh mà thôi. Yêu theo kiểu đó thì dễ nổi quạo lắm, dễ cáu lắm. Nếu chúng ta làm cái gì đó một chút xíu mà chúng ta càm ràm, chúng ta than thở, chúng ta oán trách, thì đó không phải là tình yêu thương. Khi chúng ta làm trong tình yêu thương, chúng ta sẽ vui vẻ. Khi chúng ta làm trong tình yêu thương, chúng ta sẽ hân hoan, chúng ta sẽ mừng rỡ. Bởi vì chúng ta đang nghĩ đến ích lợi của người mà chúng ta phục vụ. Thưa anh chị em, tình yêu thương không phải là một cái thể loại khác với đức tin, mà tình yêu thương là cấp độ cao nhất của đức tin. Tôi đang muốn nói đến một tình yêu thương đủ độ chín mùi. Một người có đức tin thật sự vững chắc, thật sự mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, nơi lời Đức Chúa Trời thì mới có được cái tình yêu thương đó. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh chép rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Đấy là những cái sự dạy dỗ của Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Và nếu chúng ta không có đức tin để lãnh hội, thì nó sẽ không có trong chúng ta. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng tình yêu thương chính là cái đẳng cấp cao nhất của đức tin. Một tình yêu thương chín mùi. Một cái tình yêu thương thật sự lớn lao. Đến nỗi chúng ta có thể cưu mang cả nhân loại trong tấm lòng của chúng ta. Đến nỗi trái tim của chúng ta có thể chứa đựng cả nhân loại trong tấm lòng của chúng ta. Đó là tình yêu thương thật. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và chỉ có những con người nào có đức tin ở cái mức độ chín mùi thì người đó mới có được tình yêu thương đó. Anh chị em hiểu không? Khi chúng ta bắt đầu tin Chúa, Chúa bước vào đời sống chúng ta bắt đầu có cái hạt giống của tình yêu thương rồi đó. Nhưng mà hạt giống nó cần phải lớn lên. Làm sao để nó lớn lên? Thông qua đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta tin lời Đức Chúa Trời, chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta. Và cái hạt giống yêu thương nó càng ngày càng lớn lên. Càng lớn lên, càng lớn lên, càng lớn lên. Amen. Khi chúng ta càng yêu thương, thì chúng ta càng dễ dàng để hy sinh cho người khác. Chúng ta sẽ dễ dàng gạt bỏ những cái quyền lợi của mình qua một bên. Và hành động vì quyền lợi của người khác. Khi chúng ta thật sự có tình yêu thương, chúng ta sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình. Chúng ta sẵn sàng có thể thức dậy lúc nửa đêm để có thể cứu ai đó. Khi điều đó là điều thật sự cần thiết. Khi chúng ta thật sự có tình yêu thương, chúng ta sẵn sàng để nhường cơm xẻ áo cho người khác. Không đợi đến khi chúng ta giàu có. Chúng ta có thể chia sẻ cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể chia sẻ bất cứ điều gì mình có. Có thể chúng ta còn một cái chén cơm, chỉ còn một chén cơm thôi. Đó là khẩu phần của chúng ta. Nhưng nếu mà có ai đó đói hơn chúng ta nữa, chúng ta có thể chia làm đôi, người đó một nửa, mình một nửa. Và nếu như người đó cần cả một chén cơm, nếu không người đó sẽ chết, chúng ta sẵn sàng để cho người đó một chén cơm luôn. Chúng ta sẽ nhịn đói. Đó là tình yêu thương thật. Vì lợi ích của người khác. Khi chúng ta có một số tiền, và thậm chí chúng ta đang rất cần số tiền đó, nhưng có một ai đó cần số tiền đó hơn chúng ta, nếu không có số tiền đó thì người đó có thể gặp rắc rối to. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ số tiền đó cho người đó, nếu như chúng ta thật sự có tình yêu thương. Còn nếu như chúng ta có khả năng chia sẻ mà chúng ta không hề muốn chia sẻ, thì hãy xem lại liệu chúng ta có tình yêu thương của Chúa trong chúng ta hay không. Nhiều người trong chúng ta chỉ nói yêu thương bằng cái miệng. Chúng ta mồm mép giỏi lắm, nhưng mà hành động của chúng ta đã tố cáo rằng chúng ta không có tình yêu thương nào trong chúng ta cả.
Tất cả những gì mà chúng ta làm là chỉ để vun vén cho chính cuộc đời mình, cho gia đình mình. Tất cả chỉ tập trung vào cái tôi của mình mà thôi. Anh chị em ơi, sự phục vụ mà tôi nói đến từ hồi nãy giờ, nó hoàn toàn khác với cách mà nhiều người đang thể hiện ngày hôm nay. Có nhiều người họ hô hào đủ thứ khẩu hiệu hết. Thí dụ như là ở trong các cơ quan nhà nước á, thì một trong những cái điều mà được dán ở trên những cái bảng ở trong những cơ quan phục vụ á, là cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Điều đó là một cái điều thật là tốt, một khẩu hiệu thật là tốt. Tôi tin rằng có những người đã có những chủ trương tốt khi đưa ra những khẩu hiệu này. Nhưng mà trong thực tế chúng ta xem TV chúng ta thấy có rất là nhiều người cán bộ họ đã không làm điều này. Họ không hề làm đầy tớ của nhân dân, họ không hề có cái tinh thần phục vụ gì cả. Thay vào đó họ tham nhũng, hối lộ, bóc lột dân chúng, rồi cướp đất của dân v.v. Chúng ta thấy rằng chính pháp luật của đất nước này, chính những tòa án của đất nước này đã nhiều lần xử lý những đối tượng như vậy. Sự phục vụ mà Chúa dạy chúng ta nó hoàn toàn khác với cái cách thức như vậy, với cái thái độ của những con người mà đã làm như hồi nãy giờ tôi nói. Và ngay trong cơ đốc giới của chúng ta, có rất là nhiều người nhận mình là đầy tớ Chúa hay tôi tớ Chúa gì đó. Nhưng mà ở trong thực tế thì họ có tinh thần phục vụ như chúng ta đã nói từ nãy giờ không? Họ có sẵn sàng để phục vụ vì lợi ích của người khác không? Hay chúng ta thấy rằng họ chỉ muốn vun vén cho cái địa vị, cái quyền lợi của họ? Chúng ta có nhìn vào thực tế và bắt gặp nhiều con người ngày hôm nay ở trong cái cương vị lãnh đạo. Họ chỉ muốn tìm cách nào đó để họ có nhiều tiền hơn. Họ chỉ muốn tìm cách nào đó để cái địa vị của họ ngày càng cao hơn, được củng cố vững chắc. Họ bắt đầu xây dựng phe cánh nhóm nhánh gì đó để củng cố cho cái địa vị, cái quyền lợi đó. Nếu mà ai chống lại họ, họ sẽ triệt người đó. Ai chống lại họ, họ sẽ tẩy chay người đó. Mỗi ngày chúng tôi phục vụ bệnh nhân từ khắp các nơi. Và chúng tôi nhận thấy cái điều này. Rất nhiều người lãnh đạo ngay tại địa phương không hề quan tâm gì đến con chiên của mình. Nếu chúng tôi là một người kỳ thị thì chúng tôi sẽ không phục vụ những người mà đến từ các hội thánh khác đâu. Nhưng mà tôi đã nói với anh chị em nhiều lần và tôi tiếp tục nhắc lại. Chúng tôi không hề vì màu cờ sắc áo, không bao giờ vì cái tên hội thánh HTS để rồi chỉ biết vung vén cho cái hội thánh riêng mà mình đang phục vụ, đang sinh hoạt. Không phải. Mà chúng tôi ý thức rằng chúng tôi là một phần ở trong hội thánh toàn cầu của Đức Chúa Trời. Một phần ở trong hội thánh chung. Cho nên tôi coi tất cả các anh chị em trong các hội thánh khác là anh chị em của mình và sẵn sàng phục vụ. Nhưng có một cái điều đau lòng là nhiều khi tôi hỏi các anh chị em, những người bệnh đó, tôi hỏi rằng tại sao không đến nhờ mục sư quản nhiệm của mình giúp đỡ? Thì nhiều người đã nói, và thậm chí có những người nói trong nước mắt, là người lãnh đạo của họ không hề quan tâm gì đến. Đây thật sự là một nỗi đau. Tất cả chúng ta đều là những chi thể trong thân thể của Đấng Christ và chúng ta sẵn sàng tương trợ lẫn nhau. Nhưng mà tại sao có những con người trong cương vị lãnh đạo nhưng không quan tâm đến số phận của những con chiên trong bầy mà mình đang chăn? Lý do gì? Như vậy thì có ý nghĩa gì trong cái vai trò lãnh đạo của họ? Nếu họ thật sự là một người lãnh đạo cơ đốc chân chính thì họ phải biết cách phục vụ Chúa bằng cái việc phục vụ con người và phục vụ cộng đồng. Họ cần phải quan tâm đến những công việc rất thực tế đang xảy ra xung quanh họ. Thật sự với anh chị em như thế này, tôi luôn canh cánh bên lòng là một người phục vụ Chúa. Tôi không chỉ đứng trên bục giảng để mà giảng. Tôi không chỉ ngồi ở đây để giảng trên mạng internet. Nhưng đằng sau tất cả những buổi đó, tôi luôn suy nghĩ làm sao để mình có thể
giúp đỡ để tất cả những người bệnh tật ốm đau được chữa lành. Những người bệnh tật ốm đau họ tìm đến, họ bày tỏ nhu cầu của họ, họ bày tỏ khát vọng của họ. Tôi suy nghĩ làm sao để họ mau chóng được chữa lành và giữ được sự chữa lành đó. Tôi suy nghĩ làm sao để người tín đồ này có thể trả dứt nợ, người tín đồ kia có thể trả dứt nợ. Suy nghĩ làm sao để cái gia đình kia được hòa thuận, được đầm ấm, được sống hạnh phúc. Suy nghĩ làm sao để mình giúp đỡ cái người tín đồ yếu đuối kia trở nên mạnh mẽ. Làm sao để người tín đồ kia không còn chơi game nữa. Phải làm sao để người tín đồ kia phải bỏ thuốc lá. Làm sao để người tín đồ kia không còn uống rượu bia nữa. Làm sao để người tín đồ khác nữa kinh doanh một cách ngay thẳng. Làm sao để có thể giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ ngoài đường phố. Làm sao để có thể giúp đỡ những cụ già đang bán vé số trên đường phố. Làm sao để có thể giúp đỡ những cô gái mại dâm đứng ở trên đường phố để họ thoát ra khỏi cái kiếp sống tội lỗi đó. Thưa anh chị em, tôi suy nghĩ về tất cả những điều đó và tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn có cơ hội để can thiệp vào những mảnh đời đó một cách thực tế bằng lời của Chúa, bằng quyền năng Thánh Linh và bằng tất cả những gì mà Chúa cho con, Chúa trang bị cho con. Và con mong muốn nhìn thấy từng đời sống được cải thiện, từng đời sống được trở nên tốt đẹp hơn. Con mong muốn trở thành một công cụ sắc bén của Chúa để cứu thêm nhiều người vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi con chăn dắt bầy chiên mà Chúa giao cho con, khi con lãnh đạo hội thánh, con ước ao rằng hội thánh đó sẽ trở nên mạnh mẽ. Hội thánh đó sẽ tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự khôn ngoan và năng quyền của Chúa, tràn đầy ân tứ và bông trái Thánh Linh. Và họ sẽ đi ra để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu để cứu thêm nhiều người vào trong vương quốc của Chúa. Và tất cả những gì tôi có thể làm thì tôi sẽ làm, thưa anh chị em. Tôi ước ao là anh chị em sẽ được Chúa cảm thúc trong tấm lòng của mình. Và bất cứ ai là người nói rằng tôi muốn phục vụ Chúa, hãy học bài học này. Và nếu như anh chị em nào đó tin rằng mình sẽ bước vào vị trí lãnh đạo, thì trước hết hãy xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thật sự có tinh thần phục vụ như chúng ta học hôm nay. Chỉ khi nào chúng ta có tinh thần phục vụ đó, chúng ta mới sẵn sàng bước vào cương vị lãnh đạo. Chỉ khi nào mà chúng ta không có sự tư lợi, chỉ khi nào mà chúng ta không đặt cái lợi ích riêng của mình trên lợi ích của cộng đồng, trên lợi ích của những người khác, thì lúc đó chúng ta mới sẵn sàng để trở thành một người lãnh đạo cơ đốc chân chính. Nếu như ở trong đất nước này, trong dân tộc này, ở trong mọi lĩnh vực, mà mỗi một người lãnh đạo đều là những người thật sự tin cậy Chúa, đều là những người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, thì tôi tin rằng những con người trong cương vị lãnh đạo đó, họ sẽ lãnh đạo rất là tốt. Họ sẽ lãnh đạo trong sự công chính, trong sự công bằng, ở trong sự khôn ngoan, trong sự hợp lý, và họ sẽ làm lợi cho cộng đồng rất là nhiều. Đáng tiếc là ngày hôm nay có quá nhiều người trong cương vị lãnh đạo, nhưng mà họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể moi móc được nhiều tiền nhất, làm sao để có thể có được địa vị cao hơn và triệt tiêu những người này, triệt tiêu những người kia. Đó là một điều vô cùng đáng để đau buồn. Và khi nghĩ đến điều đó, hãy đổ nước mắt ra mà cầu nguyện, để rồi Chúa thương xót những con người đó, để rồi Chúa chạm đến cuộc đời những con người đó, để rồi họ hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, để đời sống của họ thay đổi. Họ thay đổi từ trong tư duy, suy nghĩ, đường lối của họ, để họ không còn trở nên những con sâu mọt trong xã hội, nhưng mà họ sẽ trở thành những yếu tố, những nhân tố không thể thiếu ở trong xã hội này, là những điều mà tất cả mọi người đều cần. Amen. Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà nói như tôi nói từ hồi nãy tới giờ, thì phải chăng là một người lãnh đạo cơ đốc chân chính không có uy quyền, không có sức mạnh, không có quyền hành, không thể hét ra lửa được? Tôi xin thưa là không. Kinh Thánh không có ý đó, và đương nhiên tôi không có ý đó. Anh chị em hãy một lần nữa nghĩ về Môi-se, nghĩ về Phao-lô và nghĩ về Chúa Giê-xu. Anh chị em sẽ thấy tất cả những nhân vật mà tôi nói đến đó đều là những người
có tinh thần phục vụ đúng nghĩa như tôi phân tích từ hồi nãy tới giờ. Nhưng mà họ cũng là những người đầy uy quyền. Họ thật sự là những người hét ra lửa, không phải là lửa của địa ngục, không phải là lửa của sự đàn áp, lửa của sự cậy thế, cậy quyền, mà lửa đó là lửa thánh linh. Tiếng nói của họ đầy uy tín. Và uy tín nó đến từ đâu? Đến từ chính tinh thần phục vụ của họ, đến từ chính tấm lòng yêu thương của họ. Khi anh chị em thật sự phục vụ trong tình yêu thương, phục vụ vì lợi ích của người khác, thì người khác sẽ cho anh chị em uy tín. Người khác sẽ công nhận uy quyền của anh chị em. Còn nếu chúng ta phục vụ trong sự hà khắc, chúng ta làm lãnh đạo ở trong cái sự áp chế, cậy quyền, cậy thế, cậy sức mạnh của mình, để người khác sợ mà nghe theo, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng cái sự lãnh đạo đó là một sự lãnh đạo thất bại. Những cái người đó là những người sau này rất là dễ bị lật đổ, dễ bị ám sát, dễ bị giết chết và những cái điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta phục vụ trong tinh thần yêu thương chân thật vì lợi ích của người khác, thì sẽ có rất là nhiều người họ sẽ kính nể chúng ta, rất là nhiều người họ sẽ yêu mến chúng ta, rất là nhiều người họ sẽ đứng với chúng ta để có thể làm nên những cái công cuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Từ Kinh Thánh và từ thực tế, chúng ta biết rằng một người lãnh đạo cơ đốc chân chính cần có nhiều yếu tố khác nữa. Chẳng hạn như sự khôn ngoan, hiểu biết. Chẳng hạn như tài năng, ân tứ, bông trái thánh linh, sự từng trải, tầm nhìn, khải tượng, v.v. Nhưng, thưa anh chị em, tinh thần phục vụ như chúng ta đã học ngày hôm nay là yếu tố cốt lõi. Ước ao Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong thế hệ mới này nhiều người lãnh đạo cơ đốc chân chính. Và rồi những người lãnh đạo cơ đốc chân chính đó, họ cũng sẽ được giới thiệu ở trong xã hội để trở thành những người lãnh đạo trong các cơ quan, ban ngành khác nhau, để họ đem sự công chính của Đức Chúa Trời vào những nơi đó. Họ đem sự công bằng của Đức Chúa Trời vào những nơi đó. Họ đem sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vào những nơi đó. Họ đem quyền năng của Đức Chúa Trời vào những nơi đó. Họ đem ánh sáng của Đức Chúa Trời vào những nơi đó. Và cục diện chắc chắn sẽ thay đổi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ước ao rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp ích cho chính đời sống tôi và anh chị em. Và tôi mong anh chị em không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng vào trong chính đời sống cá nhân của chúng ta để đem lại những ích lợi cho chúng ta. Và Chúa sẽ sử dụng tôi và anh chị em làm những công cụ sắc bén để có thể ảnh hưởng một cách tốt đẹp đến cộng đồng xã hội mà chúng ta đang sống. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị em trong lớp học trực tiếp. Hẹn gặp lại anh chị em vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau, và hẹn gặp lại các anh chị em theo dõi qua livestream vào lúc 8:20 tối thứ tư tuần sau giờ Việt Nam. Cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Amen.